Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Tổ Ma Ha Ca Diếp. Nam mô Đức Phật Thầy Huỳnh Giáo Chủ. Nam mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát. Con đệ tử Quả Nguyện, hôm nay xin phép được đọc bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem địa tạng sức oai thần, kiếp số hằng sa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chướng nó là mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục ăn uống các ngoạ cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thành giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chim lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhận đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cũng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán Âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hằng sa nhiều nước cõi. Con xin được hồi hướng công đức đọc bài kệ này đến cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho các chúng sanh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo, có duyên với Ngài Địa Tạng, phát tâm báo ơn, hiếu kính với các Ngài và được các Ngài độ thoát trong tương lai. Con xin được kết thúc bài kệ và phần hồi hướng ở đây ạ. À.